Mời quý thính giả nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Một khúc ca hay dâng mừng chúc, vạn ý muôn cầu gửi lời mong. Chúng đôi vòng tay rộng ý rồi là bài Gửi Khúc Tâm Tình soạn lời Xuân Hanh do nghệ sĩ Đăng Kiên và top 5 nữ hát theo điệu sử dụng. Tiếp theo, nghệ sĩ ưu tú Hồng Ngát sẽ gửi tới chúng ta bài Tự Hào Khúc Hát Tình Ca do Tiến Bể soạn lời theo điệu Đường Trường Tiếng Đàn. Mưa
công Tiền Tuyên cùng đoàn pháo binh lên miền Tây Bắc, lội suối băng gành, tạt núi băng cầu, đắp đường đi tới. 9 năm kháng chiến vang rồi năm châu, chung một ni nhịp mi cầu quý thính giả nghe tiếp bài Hát với tình quê, lời của Mai Văn Sinh do nghệ sĩ Phương Mây trình bày theo điệu Đường Trường Bán Thước. Hãy
Đây là bài Nghe Em Hát Dân Ca do Xuân Cung soạn lời theo điệu Con Nhện Răng Mùng, nghệ sĩ ưu tú Khắc Tư thể hiện. Ruộng lúa bờ tre cánh cò chấp chơi, theo em bay vào câu hát dân ca. Đâu mái đình bến nước cây đa, cũng
những sao xuyến đêm hội làng máu nức. Em hát câu con nhện răng nghĩ mùng, bâng khuâng vẫn nữ vương người ngọc hỡi nàng, nàng ơi. Bâng khuâng vẫn nữ vương người ngọc mà để khắc ghi câu thề, em ơi đừng vội ra về. Hãy cùng câu hát say mê, em ơi đừng vội ra về. Hãy cùng chẳng anh đợi hỡi nàng, nàng ơi. Hôm qua biết chẳng anh đợi để khúc dân ca theo cùng, em ơi gian khổ đã từng. Cho dù muối mặn gừng cay, nắng mưa gian khổ tháng ngày, yêu đời câu hát cũng ngọt say. Chảy hội với người ơi, khăn xanh nhớ ai chảy hội vần ao tư thân, ao tư thân yếm đào câu ca tựa thùa hư nào. Để cô ý tâm gửi trao giấc mơ theo nhịp vọng đào, hội làng câu hát cũng xôn nỉ sao. Thương nhau nhớ câu duyên phận hỡi nàng, nàng ơi. Thương nhau nhớ câu duyên phận mà để thăm tô nụ cười, chung tay xây dựng cuộc đời. Cho hành ý khúc đẹp tươi, chung tay xây dựng cuộc đời. Để hành ý tiếp theo là bài Khúc hát ân tình, lời của Kim Yến do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương thể hiện theo điệu Du Xuân. Tang nhớ
Chính là bài Nhớ một mùa dâu, lời của Vũ Viết Khánh do nghệ sĩ ưu tú Thanh Hải và nghệ sĩ Thủy Linh trình bày theo điệu Đào Liễu. Hỡi cô đang tưới dâu xanh, cho anh gửi lá vào cành được không? Dâu em bươn trải ven sông, quê anh thành thị em không thuần lòng.
nói nên ý lời. Đi giữa bán dâu anh có nói nên ý lời, nghĩa tình đầy vơi gửi vào lòng kén, đẹp biết bao đời thương ở quê anh có. Em hãy dâu Bảo Lộc đến Mỹ Đức quê em, đây bái dâu làng thương bến thân quen, dục lòng anh nhớ về một mùa dâu tháng tám, cách mạng còn chơi vơi, bầu trời không ánh sáng, dâu góp sức với người đánh tan giặc ngoại xâm, một ngày trời thu cách mạng đã thành công, dâu lại lặng thầm làm vừa lòng tơ lụa. Thế rồi trên bãi dâu ý làng, năm ấy mùa thu trên bãi dâu ý làng, có chàng thư sinh kết duyên tôn nữ, cộng hiến cho làng giống vốn thầm tơ cho đời, dệt những ước chúng ta vừa nghe chương trình Hát Chèo do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. Cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt, nái chào tạm biệt, nái chào tạm biệt, nái chào tạm biệt.